và cái xe. Rất là nhiều nó từ những cái chuyện là nó không quá êm, hay là cái tiếng bô nó nổ từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng, rồi là tay lái nó không có trợ lực, ví dụ như thế. Thì tức là tất cả mọi cái là nó đều tiếp cận với cái người lái xe, từ cái âm thanh này, từ những cái mà cảm giác lái, rồi là thì là cái sự kết nối nó rất là nhiều. Thường ấy, có thể là người đã chơi xe đời mới rồi thì người ta có thể chơi xe cổ, nhưng mà những người chơi xe cổ rồi thì vẫn có thể có cái xe đời mới chơi để đi, nhưng mà sẽ không tìm thấy cái cảm hứng giống như là chạy xe cổ ở cái xe đời mới. Thực ra thì mình nhìn thấy những xe phân khối lớn, mình rất là thấy, cũng thấy nó đẹp và thấy có cái đường nét về công nghệ. Thế nhưng mà lại bảo là đam mê hay thích thì lại không thích. Có lẽ mình là người hơi bị hoài cổ. Theo mình biết là vì những cái xe này mình chơi là có những xe từ năm 30 trở đi đến những năm 50, 60. Thì là những cái thiết kế hồi đấy nó rất là đẹp. Nó không mang tính chất thương mại nhiều như là bây giờ. Đó, mà là người ta rất là đầu tư vào cái chăm chút vào từng cái chi tiết một. Đó, thế đâm ra là nếu mà so sánh với cả những xe đời mới bây giờ thì nó là hai cái trường phái hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà đối với mình ý, thì là mình chỉ có nhìn thấy và cảm được cái vẻ đẹp của những cái những xe cổ. Thực ra hồi trẻ thì mình cũng mê xe kiểu như là chạy tốc độ lắm. Nhưng mà có lẽ bây giờ thì nó cũng qua cái chuyện đó rồi, mà mình đi vào những cái chuyện là mình tìm hiểu về cái góc độ mỹ thuật này, hay là lịch sử này, hay là những cái sự khác biệt giữa những cái dòng đời này, thiên về cái đấy là nhiều hơn. Cái hội Sài Gòn CD Club ấy là một trong những hội đầu tiên mà đội nón bảo hiểm không bắt buộc. Hồi đấy là nhà nước chưa bắt buộc, nhưng mà anh em đã đội cái nón đấy đấy. Đầu tiên thì nó chỉ là một cái phong cách, chứ thực ra mà nói thì cũng chưa có ai nghĩ đến cái chuyện là an toàn nhiều lắm. Nhưng mà tạo cho mình một cái phong cách chơi. Thế thì cũng học hỏi nước ngoài, rồi anh em có ai có điều kiện đi nước ngoài bắt đầu mua về. Thì người thì mua được cái áo đẹp, người thì mua được cái giày đẹp, người thì mua được cái mũ đẹp. Ở Việt Nam mình chưa có nhiều những cái không gian như này. Thế đâm ra là khi mình kết hợp được cái việc là vừa bán hàng nhưng mà lại vừa trưng bày những cái xe mà mình đã sưu tập trong nhiều năm, thì đấy nó là sẽ tạo ra được một cái không gian rất là đẹp. Cũng chưa nghĩ gì nhiều đến cái chuyện là kinh doanh. Mình cũng vẫn không phải là cái người mà kinh doanh từ trước đến giờ, nhưng mà là đầu tiên là tạo một cái không gian cho mình cảm thấy sung sướng, hài lòng. Mình nhìn thấy là cái chỗ đẹp, có xe bày đẹp, đồ đẹp, rồi là anh em bạn bè đến chơi. Mình nghĩ đấy là một cái cách phát triển đúng đắn và bền vững, và còn có lợi cho cái người tiêu dùng, là những người chơi xe nữa.